Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra trên 360 lượt bến, trong đó 105 bến thủy hàng hóa, 245 bến khách ngang sông, lập biên bản đình chỉ hoạt động 67 bến và phương tiện. Đoàn liên ngành còn phối hợp với chính quyền địa phương các xã thị trấn ven sông, kênh để đảm bảo tốt công tác an toàn giao thông và xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng. Thông qua phối hợp liên ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đường thủy đến từng người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định về pháp luật an toàn giao thông đường thủy nội địa. Kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan có biện pháp kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại bất cập trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Qua đó, tuyên truyền pháp luật giao thông đường thủy trực tiếp cho hơn 1.400 lượt người. Tuyên truyền quy định việc trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông. Tổ chức cho chủ bến thủy nội địa, công trình vượt sông, phương tiện vận tải thủy nội địa, bến khách ngang sông ký cam kết thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, từ đó giúp người dân tham gia hoạt động vận tải trên đường thủy ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.